Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Giác Ngộ Online ngày 19 tháng 6 đăng tải bài viết: Giáo hội thông báo kết luận kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, Giáo hội quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong 2 năm. Giáo hội cũng yêu cầu chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với năm giới căn bản của người Phật tử tại gia do Đức Phật chế định. Đồng thời, Thượng tọa Thích Chân Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang mạng xã hội. Song song với các điều trên, Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giao Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giám sát thi hành kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang trong 2 năm. Giáo hội cũng giao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật hiện hành. Đó là các nội dung liên quan tới việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phiên họp ngày 18 tháng 6 năm 2024 diễn ra ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là phiên họp nhằm xem xét, xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang trước phản ánh bằng văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân, cũng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật pháp, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như các ý kiến của đại diện các ban chuyên môn phát biểu tại buổi họp, giáo hội khẳng định một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp. Văn bản thông báo kết luận này cũng đã được đệ trình Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, thông báo đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan chức năng liên quan. Được biết, trong nội dung của phái quy y Tam Bảo do chùa Thiền Tôn Phật Quang phát hành, Thượng tọa Thích Chân Quang ký tên là Bổn sư truyền thọ. Phần năm giới cấm, giới thứ ba không tà dâm, bị sửa thành không phản bội. Lời tòa soạn. Vừa qua trên mạng xã hội và dư luận nói chung đã có những phản ứng với nhiều phát ngôn. Trong các clip được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang, có nội dung giải thích về cúng dường, phước báu, quả báo. Nhiều ý kiến cho rằng những phát biểu đó có xu hướng dẫn dụ cúng dường, có màu sắc mê tín, dùng những lợi lạc vật chất ở thì tương lai để lôi kéo cúng dường. Điều đó ảnh hưởng đến sự thanh cao của Phật giáo và ảnh hưởng đến uy tín giáo hội, uy tín người tu hành nói chung. BLO xin được trích dẫn lại bài báo Giác Ngộ liên quan đến vấn đề này. Thời gian gần đây trên mạng xã hội nổi sóng với hai hiện tượng, đó là ông Lê Anh Tú, bộ hành xuyên Việt với danh xưng pháp danh Minh Tuệ và những nội dung tự suy luận tương quan nhân quả được cho là của Thượng tọa Thích Chân Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi ngắn với Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về quan điểm của giáo hội trước các hiện tượng trên. Thưa Thượng tọa, giáo hội vừa phát hành thông báo liên quan đến hiện tượng một công dân Việt Nam Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh, ngụ tại tỉnh Gia Lai, bộ hành xuyên Việt, cho biết là thực hành một trong những pháp môn của Đạo Phật là khổ hạnh, hạnh đầu đà. Thượng tọa có thể chia sẻ thêm về mục đích chính của thông báo trên. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn hướng dẫn, cổ vũ, khuyến tấn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng ni, Phật tử và mọi người trong xã hội bày tỏ niềm tin, thực hành giáo pháp, kính ngưỡng, phụng hành lời dạy của Đức Phật, tu tập các pháp môn của Đạo Phật theo đúng chính pháp, giới luật Phật chế, cũng như là phải tuân thủ theo pháp luật nhà nước. Giáo hội tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như là quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo của tất cả mọi người dân. Đồng thời, giáo hội cũng có trách nhiệm xử lý các tổ chức, cá nhân có những phát ngôn, thông tin truyền thông có nội dung xuyên tạc, thiếu chính xác, thiếu khách quan liên quan đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tu tập theo hạnh đầu đà là một trong số các pháp môn mà người tu học Phật pháp thực hành. Hiện nay có những tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang thực hành hạnh đầu đà, tu khổ hạnh tại các chùa, cơ sở tự viện theo đúng chánh pháp và các quy định của pháp luật. Đối với trường hợp bộ hành của ông Lê Anh Tú đã bị các TikToker, YouTuber lợi dụng hình ảnh,
câu view và đưa ra nhiều bình luận xúc phạm tới Đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh Phật giáo rất cần chấn chỉnh hiện nay. Do đó, Giáo hội có thông báo để tránh biến tướng đồng hóa với Phật giáo, như là một vài trường hợp đáng tiếc. Năm chú tiểu, các nhà sư ở Long An tham gia các trò chơi giải trí, thách thức danh hài, ca hát, nổi sóng dư luận trong thời gian dài. Hiện tượng mạng xã hội còn có một hiện tượng, đó là những trích dẫn liên quan đến các phát ngôn được cho là xuất phát từ Thượng tọa Thích Chân Quang và một hai cá nhân khác. Thượng tọa có thể cho biết hiện Thượng tọa Thích Chân Quang có tham gia vào hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay không, và nhận định của giáo hội về hiện tượng này như thế nào. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, việc này giáo hội đã giao cho Ban Hoằng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo, làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là chủ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội, cũng như là Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đang tập hợp thông tin, sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan vấn đề trên. Tới đây, giáo hội tiếp tục làm việc và chứng chỉnh việc thuyết giảng của Tăng Ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Xin tri ân Thượng tọa. Ngày 16 tháng 5, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Thông báo nêu rõ trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người mang hình dáng nhà sư đi bộ hành, được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình, có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Theo thông báo, người này tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú, tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều dư luận xuyên tạc đời sống tu hành của các tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương, có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ. Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng phát đi văn bản khẳng định ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, không phải là tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin, trước đây ông Thích Minh Tuệ đã 3 lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh Đầu Đà từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đến lần thứ tư này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật tử, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip, livestream đăng tải trên các mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Từ thực tế đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban Phòng Tôn giáo Tham mưu, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở, ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, không để các thế lực xấu, lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Đồng thời, trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương, hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, thông tin tuyên truyền để quần chúng nhân dân, tăng ni, Phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, về cách thức hành trì của Phật giáo, không cản trở, làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp, vận động chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng, gây cản trở, ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, kích động, gây mất ổn định xã hội. Được biết, trước khi Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội có những thông báo trên, trên mạng tràn ngập nhiều thông tin so sánh Sư Minh Tuệ với các clip nhiều người trong trang phục tu hành có các phát ngôn đe dọa quả báo, cổ suý cúng dường với những thông tin nhảm nhí. Liên quan đến vụ ông Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, có nhiều phát ngôn trên mạng xã hội trong thời gian qua. Ngày 28 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông này đã giả mạo tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh là Thích Tâm Phúc. Tên Chùa Hoằng Pháp Trung ương chỉ là bảng hiệu do ông Phúc tự ý gắn tại nhà. Chính quyền địa phương đã đề nghị ông Phúc tháo dỡ bảng hiệu này. Từ đầu năm 2021, ông Nguyễn Minh Phúc được nhiều người biết đến với biệt danh Thầy Chùa Ăn Thịt Chó. Thời điểm đó, ông này được nhiều YouTuber tìm đến và quay lại các video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, dịch quay, hộp dịch lộn. Trong các video clip, ông này tự xưng mình là Đại Đức Thích Tâm Phúc và là trụ trì Chùa Hoằng Pháp Trung ương trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Không những gây bức xúc cho người xem về việc thầy tu ăn thịt chó, ông Nguyễn Minh Phúc còn có những phát ngôn gây sốc, sai lệch, xúc phạm Phật giáo. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã xác định ông Phúc sử dụng các loại giấy tờ, quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nơi ở của ông Phúc tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là Chùa Hoằng Pháp Trung ương. Tháng 4 2022, ông Nguyễn Minh Phúc lại làm mạng xã hội xôn xao với hình ảnh trong trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, ông Phúc có đến chúc mừng một sinh viên của trường này trong ngày tốt nghiệp, rồi thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường để chụp ảnh. Đại diện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ông Phúc chưa từng là người học của trường này. Lễ phục mà ông Phúc thuê cũng không phải là lễ phục của nhà trường. Theo tìm hiểu, hành vi khiến nhiều người tưởng là sư của ông Phúc đã được thực hiện từ năm 2014. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, từ năm 2015 đến nay, ông Phúc thành lập 6 công ty nhằm lợi dụng danh nghĩa để tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp, gây quỹ, không đúng mục đích và tụ tập đông người tại nhà riêng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện 6 công ty này đã bị khóa mã số thuế. Hồi tháng 1, 2022, ông Phúc từng bị Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác với số tiền 2,5 triệu đồng. Căn cứ theo Điều 101 Nghị định 15 năm 2020 được sửa đổi bởi Nghị định 14 năm 2022, nếu một người khiêu khích hay nói sai sự thật về người khác hoặc đưa tin sai sự thật thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống, theo Điều 155 và Điều 156 Bộ Luật Hình sự. Dù trong cấu thành tội phạm của hai tội danh này, yếu tố sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm không phải là căn cứ định khung theo điều luật, nhưng nó là cơ sở để đánh giá về lỗi cố ý của hành vi cũng như xem xét đến mức độ xúc phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu đủ căn cứ chứng minh, việc một người nào đó lập công ty nhằm tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp, gây quỹ không đúng mục đích thì có thể bị xử lý hành chính. Cụ thể, nếu hành vi vi phạm được xác định diễn ra trong vòng 1 năm trở lại đây thì có thể bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, Điều 10 Nghị định 130 năm 2021. Nếu hành vi diễn ra quá thời hạn 1 năm thì hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác minh có dấu hiệu lừa đảo thì người vi phạm có thể bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Bên cạnh đó, người nào làm giả giấy tờ để giả mạo tu sĩ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144 năm 2021 hoặc nghị định khác tùy thuộc vào loại giấy tờ làm giả, hoặc khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!